Toàn cảnh quốc tế ngày 3 tháng 4 Bộ Quốc phòng Israel nói họ đang hoạt động khắp Trung Đông để chống lại kẻ thù Ukraine nói hạm đội biển đen của Nga đã trải qua một tháng tồi tệ Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tới Paris để đàm phán về Ukraine và Gaza Đức công bố số xe tăng Leopard chuyển giao cho Ukraine Nga đang nỗ lực loại Taliban khỏi danh sách khủng bố Ông Putin nói Nga sẽ tìm ra kẻ ra lệnh xả súng vào phòng hòa nhạc Philippines tuyên bố đã thảo luận các hành động cưỡng bức hung hăng của Trung Quốc với quan chức Mỹ. Tăng cường tiếp cận ASEAN, Trung Quốc tiếp đón Bộ trưởng Việt Nam, Lào, Đông Timor. May Anh và DKN xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi Mục Toàn cảnh Quốc tế ngày 3 tháng 4 của DKN. Sau đây là phần nội dung chi tiết. Mở đầu bản tin là những cập nhật về cuộc chiến tại Gaza. Ngày 2 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Galat cho biết, nước này đang hoạt động trên khắp Trung Đông để buộc những người đe dọa nước này phải trả giá, mặc dù ông không đề cập trực tiếp đến cuộc tấn công bị nghi ngờ của Israel nhằm vào một nhóm người Iran. Theo một tuyên bố từ Văn phòng Bộ Quốc phòng, ông Yoav Galat nói, Chúng tôi hiện đang trong một cuộc chiến tranh trên nhiều mặt trận. Chúng tôi hoạt động ở mọi nơi, hàng ngày để ngăn chặn kẻ thù có được sức mạnh." và để nói rõ với bất kỳ ai đe dọa chúng tôi trên khắp Trung Đông rằng cái giá cho hành động đó sẽ là một cái giá lớn. Chuyển sang những diễn biến quan trọng về cuộc chiến ở Ukraine. Ngày 1 tháng 4, Bộ Quốc phòng Ukraine bình luận rằng hạm đội biển đen của Nga đã trải qua một tháng tồi tệ sau khi lực lượng của Kyiv tấn công một loạt tàu của Nga đóng xung quanh bán đảo Crimea. Bộ Quốc phòng Ukraine viết trong một bài đăng trên mạng xã hội, tháng 3 là một tháng tồi tệ đối với hạm đội biển đen của Nga. Ngày 5 tháng 3, xuồng không người lái Magura V5 đã tấn công tàu tuần tra Sergei Kotov, con tàu bị hư hại ở phần cuối đuôi, bên phải và bên trái. Vào ngày 24 tháng 3, không quân Ukraine đã tấn công thành công các tàu đổ bộ cỡ lớn Yaman, Azov và Kostianti, Ostanki cùng tàu trinh sát Ivan Kurs ở Sevastopol tạm thời bị chiếm đóng. Hạm đội Biển Đen của Nga tiếp tục gặp khó khăn, các chiến binh Ukraine đã làm rất tốt. Trong hơn 2 năm, Ukraine đã nhắm vào hạm đội Biển Đen của Nga, tấn công các tàu có giá trị cao đang di chuyển hoặc neo đậu quanh Crimea. Ukraine đã sử dụng kết hợp thiết bị không người lái, tên lửa do phương Tây cung cấp và tên lửa chống hạm sản xuất trong nước để tiêu diệt tàu Nga. Các hoạt động của Kyiv đã buộc Moscow phải di rời nhiều tài sản của mình ở Crimea đến Novorossi, một căn cứ xa hơn về phía đông trên Biển Đen thuộc vùng Krasnodar của Nga. Cuối tháng 3, Bộ Quốc phòng Anh nhận định Nga hiện đang sử dụng sàn lan để bảo vệ hạm đội ở Novorossi trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Bộ trưởng Mỹ Antony Blinken đang có chuyến công du 5 ngày từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 4 với Pháp và Bỉ, với chương trình nghị sự chủ yếu tập trung vào các vấn đề nóng như viện trợ cho Ukraine xung quanh ở Gaza và kỷ niệm 75 năm thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Tại Pháp, Ngoại trưởng Blinken có cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào ngày 2 tháng 4 để thảo luận về các cuộc khủng hoảng quốc tế đang gia tăng, tập trung vào cuộc xung đột tại Ukraine và giải Gaza. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Blinken cũng sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Pháp Stephen Sejoni. Bộ Ngoại giao Pháp cho biết, ông Sejoni và ông Blinken sẽ thảo luận về việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington vào tháng 7 tới, cũng như các cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, Ukraine và Sudan hai bên sẽ tổ chức một cuộc họp báo chung sau cuộc gặp. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Blinken và các nhà lãnh đạo Pháp cũng sẽ xem xét kết quả của một hội nghị quốc tế do Pháp tổ chức hồi tháng 2 nhằm tăng cường hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine. Một thành viên trong đoàn tùy tùng của ông Sejouni cho biết cả Ngoại trưởng Mỹ và Tổng thống Pháp đều muốn tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Cũng trong chuyến thăm, Ngoại trưởng Blinken sẽ cùng Bộ trưởng Quân đội Pháp Sebastian Lekonu tới một nhà máy thuộc Tập đoàn Quốc phòng Pháp Đức kNDS, chuyến thông của ngoại trưởng Mỹ diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang thúc giục các nước phương Tây tăng cường viện trợ quân sự khi cuộc xung đột với Nga kéo dài và chưa có dấu hiệu sớm kết thúc. Pháp là một trong những nhà cung cấp chính về khí tài quân sự cho Ukraine, trong khi Mỹ là nước tài trợ quan trọng cho Kyiv, nhưng gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la vẫn chờ được quốc hội nước này thông qua. Tiếp sau Paris, ngoại trưởng Blinken sẽ tới Bỉ tham dự các cuộc hội nghị của ngoại trưởng NATO tổ chức ngày 4 tháng 4 để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 75 năm thành lập liên minh tại Washington vào tháng 7 tới. Sau đó, ông có cuộc gặp ba bên với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan. Trong cuộc chiến với Nga, Ukraine đã nhận được sự hỗ trợ quân sự đáng kể từ Đức ngày 2 tháng 4, theo dữ liệu do Quốc vụ Khanh Bộ Quốc phòng Đức CMT Moller cung cấp, Berlin đã chuyển giao cho chính quyền mươi 55 xe tăng chiến đấu chủ lực lớp Leopard 1A5 và 18 xe tăng lớp Leopard 2A6. Thông tin này được công bố nhằm đáp lại yêu cầu của một thành viên Bundestag quan tâm đến việc tài trợ và bảo trì sửa chữa thiết bị quân sự của nước này. Bà Mueller cho biết, chi phí sửa chữa những chiếc xe tăng này sẽ được chính phủ Ukraine chi trả toàn bộ. Đồng thời, bà lưu ý rằng, thông tin chi tiết về việc giao hàng không thể được tiết lộ đầy đủ do yêu cầu bảo mật. Ngoài xe tăng của Đức, Ukraine còn nhận được thiết bị quân sự từ các đối tác phương Tây khác, trong đó có 31 xe tăng Abrams từ Mỹ. Ngày 2 tháng 4, Nga cho biết họ có kế hoạch thảo luận các vấn đề quan trọng với các thủ lĩnh Taliban của Afghanistan và đang nỗ lực loại bỏ Taliban khỏi danh sách các tổ chức khủng bố bị cấm. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên: "Đây là đất nước nằm cạnh chúng tôi và bằng cách này hay cách khác, chúng tôi sẽ liên lạc với họ. Chúng tôi cần giải quyết các vấn đề cấp bách, điều này đòi hỏi phải đối thoại. Chúng tôi liên lạc với họ giống như những người khác. Trên thực tế, họ là cơ quan có thẩm quyền ở Afghanistan." Ông Peskov không nói chi tiết về các vấn đề cấp bách, nhưng Nga đã hứng chịu cuộc tấn công nguy hiểm nhất trong 20 năm vào tháng trước khi các tay súng xông vào phòng hòa nhạc gần Moscow, giết chết ít nhất 144 người. Các chiến binh nhà nước Hồi giáo đã tuyên bố chịu trách nhiệm. Các quan chức Mỹ cho biết họ có thông tin tình báo rằng chính chi nhánh Afghanistan của mạng lưới nhà nước Hồi giáo Khorasan đứng sau vụ việc. Nga tuyên bố rằng họ có bằng chứng cho thấy những kẻ tấn công có liên hệ với Ukraine, điều mà Kyiv đã phủ nhận và Mỹ bác bỏ là vô nghĩa. Taliban trở lại nắm quyền ở Afghanistan vào năm 2021 sau khi lực lượng nước ngoài do Mỹ đứng đầu rút lui, nhưng cho đến nay vẫn nằm trong danh sách các tổ chức mà Nga chỉ định là khủng bố. Ngày 2 tháng 4, tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga sẽ tìm ra ai đứng sau vụ tấn công hồi tháng trước vào phòng hòa nhạc gần Moscow khiến cho ít nhất 144 người thiệt mạng. Ông Putin nói trong một cuộc họp với các quan chức bộ nội vụ: "Chúng tôi chắc chắn sẽ tìm ra những người cuối cùng đã thực hiện vụ thảm sát. Chúng ta đã phải trả một cái giá rất đắt." Ngày 2 tháng 4, Philippines thông báo Cố vấn An ninh Quốc gia của họ và người đồng cấp Mỹ đã có cuộc điện đàm vào ngày 1 tháng 4 thảo luận về các hành động cưỡng bức, hung hăng và lừa đảo của Bắc Kinh ở Biển Đông khi căng thẳng ngoại giao ngày càng gia tăng giữa hai nước láng giềng châu Á. Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines cho biết trong một tuyên bố, Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines Eduardo Ano bày tỏ sự đánh giá cao đối với việc Hoa Kỳ tiếp tục bảo đảm và tái khẳng định cam kết sắt đá đối với liên minh của họ. Cuộc điện đàm ngày 1 tháng 4 diễn ra sau một loạt các vụ va chạm trên biển và cuộc đấu khẩu nảy lửa giữa Trung Quốc và Philippines gây ra lo ngại về sự leo thang hơn nữa. Tuần trước, tổng thống Ferdinand Marcos Jr cho biết ông sẽ có biện pháp đối phó chống lại sự xâm lược của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh cáo buộc Philippines phản bội và không giữ lời hứa về việc di chuyển một tàu hải quân cũ cố tình neo đậu trên bãi cạn mà hai bên đang tranh chấp. Manila phủ nhận từng đưa ra cam kết đó. Ngày 2 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Rinbeto Teodoro nhắn nhủ người dân Philippines trong một bức thư ngỏ rằng đừng để rơi vào cái bẫy do tuyên truyền mà Trung Quốc răng ra. Tranh chấp giữa Bắc Kinh và Manila xảy ra vào thời điểm Philippines và Mỹ đang tăng cường quan hệ quân sự, khiến Trung Quốc giận dữ vì coi Washington đang can thiệp vào sân sau của mình. Bắc Kinh đang tiếp đón một loạt bộ trưởng ngoại giao các nước Đông Nam Á trong tuần này khi Trung Quốc tiến tới tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực để cạnh tranh với Mỹ. Bộ trưởng ngoại giao Đông Timor Ben Dio Dos Santos Fitas, Bộ trưởng ngoại giao Lào Saleum Say Komasit và Bộ trưởng ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đều có mặt ở Trung Quốc từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 4 và dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Trước chuyến thăm của các bộ ngoại giao Việt Nam, Lào và Đông Timor, Trung Quốc đã tiếp đón tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto. Tại cuộc gặp, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình nói với ông Prabowo rằng Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường hợp tác phù hợp với chiến lược phát triển của Indonesia sau thành công của tuyến đường sắt cao tốc Jakarta Bandung do các công ty Trung Quốc xây dựng. Báo Nikkei Asia nhận định, mục đích thăm Trung Quốc của ba bộ trưởng ngoại giao các quốc gia Đông Nam Á có nhiều động cơ khác nhau. Thủ tướng Đông Timor Sanana Guzmao đã đến thăm Bắc Kinh vào tháng 9 năm ngoái. Diễn biến sau đó là nước này và Bắc Kinh đã quyết định nâng cấp quan hệ lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Các kế hoạch hợp tác bao gồm khả năng phát triển dầu khí với các công ty Trung Quốc. Tại Lào, ông Tập nói với người đồng cấp Thong Lun Si Saulit vào tháng 10 năm ngoái rằng Bắc Kinh sẽ cung cấp hỗ trợ kinh tế bổ sung nhằm tối đa hóa tuyến đường sắt xuyên biên giới hiện có để bờ ra kết nối khu vực. Cả hai nước cho biết tuyến đường sắt cao tốc dài 1035 km do Trung Quốc xây dựng nối Côn Minh ở miền Nam Trung Quốc với thủ đô Viên Chăn của Lào đã thúc đẩy hoạt động kinh tế kể từ khi hoàn thành vào năm 2021. Sau khi Bắc Kinh hoãn trả khoản nợ 2 tỷ đô la cho Lào vào năm 2022 và 2023, chương trình nghị sự của Com Summit có thể bao gồm việc đàm phán để được cứu trợ thêm. Theo Ngân hàng Thế giới, một nửa số nợ nước ngoài của quốc gia Đông Nam Á này là nợ Trung Quốc. Trong khi đó, chuyến thăm của ông Bùi Thanh Sơn diễn ra sau chuyến đi gần đây tới Washington, phản ánh chiến lược của Hà Nội nhằm tạo ra sự cân bằng giữa các cường quốc đối địch. Năm ngoái, chính phủ Việt Nam đã mời Tổng thống Mỹ và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc đến thăm. Lần này, các quan chức Trung Quốc và Việt Nam dự kiến sẽ thảo luận về việc mở rộng thương mại qua biên giới chung của hai bên, cũng như các tuyến đường sắt tiềm năng được đề cập trong chuyến thăm Hà Nội của ông Tập vào tháng 12 năm ngoái. Ông Thomas Daniel, thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Malaysia, bình luận, Hà Nội luôn có tính chiến lược và đa hướng trong các mối quan hệ với Bắc Kinh. Ông lưu ý rằng Việt Nam cũng đang theo đuổi các mối quan hệ chiến lược mới với Nhật Bản và Mỹ. Việt Nam là thị trường hàng đầu cho hàng xuất khẩu của Trung Quốc, đặc biệt kể từ khi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung buộc các công ty Trung Quốc và các công ty khác vận chuyển hàng hóa qua Việt Nam. Quốc gia Đông Nam Á này đang tìm cách phát triển chất bán dẫn, đất hiếm và đường sắt cao tốc với đầu tư từ các đối tác Trung Quốc. Ông Jack Butcher, nhà nghiên cứu và giảng viên bán thời gian tại Đại học Adelaide, nói với báo Nikkei Asia rằng các cuộc gặp của ông Bùi Thanh Sơn với các quan chức Trung Quốc nhằm mục đích chấn an nhau rằng mối quan hệ vẫn bền chặt cũng như củng cố mối quan hệ giữa hai chính phủ. Theo ông Butcher, trong khi Biển Đông vẫn là một điểm gây tranh cãi, thì Việt Nam cũng đang lợi dụng cơn sốt giảm rủi ro để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài muốn giảm thiểu rủi ro ở Trung Quốc và các nơi khác. Ông Butcher nhận định Việt Nam không liên kết và rất muốn giữ nguyên như vậy thưa quý vị mục toàn cảnh quốc tế của dkn đến đây xin tạm dừng quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe may xin cảm ơn và hẹn gặp lại